Bên trong nhà máy X-Robots ở Trung Quốc, các kỹ sư đang nỗ lực phát triển robot hình người với trọng tâm là nâng cao biểu cảm trên khuôn mặt và cảm xúc. Cho đến nay, mục đích chính của những robot siêu thực này chỉ dừng lại ở việc trưng bày, trình diễn. Giám đốc điều hành X-Robots, Li Boyang cho biết, robot hình người là loại robot phức tạp nhất để chế tạo. Công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo để dạy robot cách nhận biết nét mặt con người và bắt chước. Giống như ở đây, một robot hình người ấy đang sao chép chuyển động của công nhân nhờ các động cơ cực nhỏ được lắp đặt bên trong đầu nó. Chúng tôi có nhóm phần mềm và thuật toán của riêng mình. Về thuật toán, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào phần AI mà tích hợp với robot. Có nhiều mô hình và thuật toán cơ bản thường là nguồn mở mà mọi người đều sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào cách cho phép AI nhận biết và thể hiện các biểu cảm cũng như cảm xúc. Công ty cho biết phải mất từ 2 tuần đến 1 tháng để sản xuất được một robot hình người, giá dao động từ 1,5 đến 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 280.000 đô la Mỹ. Nhìn về phía trước, ông Lee tin rằng robot hình người sẽ có vai trò lớn hơn không chỉ trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục mà còn trong các ngành công nghiệp khác. Có rất nhiều công việc mà robot hình người thực sự có thể làm được và việc chúng được đưa vào các gia đình phải là nhu cầu lớn nhất. Chúng tôi cũng nghĩ rằng trong tương lai, mỗi người có thể có một robot hình người ở nhà để phục vụ họ hoặc thậm chí nhiều hơn là một robot. Vì vậy, khi lượng cầu lớn như vậy xuất hiện thì đó chính là thời điểm ngành công nghệ này bùng nổ.